Đây là ảnh của em ấy trên mạng và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Lúc đầu bé nó ngồi im lâu lắm. Đây là tốc độ mình tua nhanh trong vòng hơn 1 tiếng. Mà nó ngồi mãi mới bắt đầu di chuyển. Chắc lúc này nó cảm thấy an toàn để khám phá xung quanh. Được cỡ khoảng 20 phút thì bắt đầu lựa vỏ ốc. Cái nó chọn là cái vỏ nhẹ và lớn nhất trong số những chiếc mình đặt vào. Đôi khi ốc xem vỏ chưa chắc nó đã thay qua nha. Tiêu chuẩn của tụi nó là phải nhẹ, vừa mông. Mà không biết nó có phân biệt được màu sắc không nhỉ? Loay hoay một lúc thì cu cậu đã chui qua rồi. Dầu đu đi đu đưa chắc là phải thoải mái lắm đây. Khi nó thay qua vỏ mới mình chưa bắt nó vội nha. Mình vẫn để yên quan sát xem nó có quay trở lại vỏ cũ hay là tìm đến vỏ mới hay không. Đi loanh quanh thêm 30 phút vẫn không thấy thay vỏ. Có lẽ vỏ ốc nó chọn đã vừa vặn với cơ thể ẻm. Mình cho hòa nhập chuồng với các bạn. Nhưng điều mà mình nhận thấy em nó sinh hoạt khá bình thường. Mà không dặn người như lúc đeo vỏ nhựa kia.